Hôm nay Giang Huy chính ba sẽ hướng dẫn cho quý khách và quý khán giả cách cài hình nền khóa động trên điện thoại Samsung. Thì để cài hình nền khóa động thì anh chị làm như sau. Cách này thì nó sẽ làm cho mình sử dụng điện thoại đỡ nhàm chán hơn. Thì anh chị thấy nè, cứ mỗi lần anh chị chạm lên là nó ra một cái hình nền khác. Anh chị tắt xuống thì anh chị chạm nó ra một cái hình khác. Và cứ thế, cứ mỗi lần anh chị bật tắt màn hình, nó sẽ ra một cái hình nền khác như thế này. Đấy, thì đây là một trong những cái tính năng rất là hay và thông minh trên điện thoại Samsung, anh chị cần biết. Và để sử dụng tính năng này thì anh chị vào trong mục cài đặt. Tiếp theo thì mình chọn vào trong cái mục hình nền và phong cách. Chọn vào hình nền và phong cách ở đây. Và tiếp theo á, thì nó đây, ở đây nó sẽ xuất hiện cái chữ là thay đổi hình nền. Mình chọn vào cái chữ thay đổi hình nền ở đây. Sau đó thì mình kéo xuống cuối cùng. Cái mục dịch vụ hình nền này nè. Ở dưới những cái hình nền nó sẽ có một cái chữ gọi là màn hình khóa động. Thì anh chị thấy cái chỗ nào nó có cái chữ hình nền khóa động thì anh chị bấm vào. Ở đây. Thì mình chọn vào đây. Tiếp theo á, nó sẽ hiện ra đề xuất những cái hình nền khóa động này. Ví dụ như là phong cảnh, thực vật, cuộc sống, vân vân. Ở đây nó có rất là nhiều chủ đề. Mình có thể chọn tất cả những chủ đề này luôn, hoặc là mình chọn một hai chủ đề và mình cũng có thể chọn một chủ đề duy nhất. Lấy ví dụ, bây giờ em chọn chủ đề cuộc sống. Thì mình bấm vô. Anh chị phải có 4G hoặc là wifi thì nó mới tải được. Sau khi nó tải xong thì nó sẽ tích lên. Anh chị kiên nhẫn chờ trong giây lát. Sau khi tải xong thì nó tích như thế này. Và anh chị nhìn xem, bây giờ ví dụ như em tắt màn hình, em mở lên. Là ở đây là nó ra một cái hình nền, tắt xuống, mở lên, nó ra một cái hình nền khác. Anh chị thấy rất là đẹp. Rồi, vậy thì bây giờ anh chị muốn cài nhiều cái hình nền khác thì sao? Thì ở trong cái giao diện này nè, anh chị chẳng hạn như anh chị muốn cài thêm một cái động vật ở đây nữa, hoặc là anh chị cài thêm con mèo nữa, bình thường anh chị muốn cài bao nhiêu cũng được. Đây là chủ đề động vật. Sau khi tải xong thì anh chị có thể tải luôn cái chủ đề nghệ thuật. Và cái màn hình khóa động này á, bây giờ là cuộc sống, động vật và nghệ thuật, nó bật lên tới ba cái. Vậy thì khi mà mình khóa màn hình lại thì nó hiển thị bao nhiêu, là ba cái chủ đề này hiển thị hết luôn. Đây, anh chị tắt nè, mở nè. Mỗi lần anh chị mở nó sẽ ra một cái hình nền khác. Và ba cái này nó sẽ thay phiên nhau. Anh chị thấy. Cứ anh chị mỗi lần tắt màn hình, mở khóa lên là nó sẽ ra một cái hình nền khác. Và ở trong cái giao diện này, anh chị thấy nó tích. Nó tích 1 2 3. Thì cái chọn trước là khi mà hình nền này thì hiện lên thì anh chị tắt xuống mở lên thì tới hình nền này. Sau đó anh chị tắt màn hình xuống và mở lên nó sẽ tới hình nền này và nó sẽ xoay vòng theo dạng là hình tròn. Và mặc định thì anh chị không thích cái nào thì anh chị có thể tích bỏ. Tích bỏ trừ một cái. Và nếu như không dùng nữa thì tích bỏ hết, nghĩa là không có cái mục đích nào hết thì nó sẽ không có sử dụng cái hình nền động nữa. Và nó quay lại cái tình trạng bình thường. Đây, hình nền bình thường. Và anh chị cài hình nền động thì anh chị chỉ cần chọn vô. Chọn vô nó tích lên như thế này, nghĩa là nó đã xác nhận. Sau đó thì mình bấm xuống. Bây giờ mình thử. Và đây là một trong những cái video rất là đơn giản, ai cũng có thể cài được. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo.